Dạ chào cô chú anh chị, hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Thanh Liêm xin chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Thanh Liêm cùng với anh Phong lại tiếp tục qua nhà chị Tiền, cũng có một số công việc cả nhà. Thì Thanh Liêm cùng với anh Phong qua đây để giúp cho chị Tiền một chút. Dạ thì mời cô chú anh chị cùng các bạn hãy theo dõi ha. Xin chào, hẹn gặp lại. Rồi xuống này hoàng đi. Tới ông chuyện luôn bữa nay nữa nè. Bữa nay tới ông chuyện nữa kìa chị Tiền ơi. Nè, gì? Nè. Gì? Vụ án do bà gây ra. Cái gì nữa? Tới ông chuyện rồi, chút xíu ông nói cho bà nghe. Dạ. Gì? Không sao chứ. Ai á? Ai biết? Nhớ nào? Ai biết? Người lạ. Tới ông chuyện bà bữa nay nữa rồi. Giờ để Phong gắn kia. Để cái chân đàng hoàng đi, nói chuyện với nhỏ nữa nè. Anh không ngờ hả, là người em vậy luôn đó thầy. Cái gì trời? Thiệt luôn á. Đã bữa đó bà ở trong đó rồi, bà ở đây rồi. Để cho con vụ con máy đi. Xong chưa? Chờ nhỏ ăn cơm xong chưa? Ăn nè, lúc đó nè. Rồi, gì nói chuyện đi em Phong. Thôi được rồi, chút xíu này. Chút xíu này chơi mượn. Cái bữa mà bà xã anh vô á, chân vô á, em có nhớ em nói cái gì không? Mà từ ngày đó tới hôm nay luôn là không ngày nào ăn ngon ngủ yên luôn á. Tới còn chuyện luôn. Em nghĩ làm sao mà em nói cái câu mà vui mà. Vui cái gì, em còn hứa hẹn kiếp sau gì nữa, về cái câu đó thôi mà bả hành từ ngày mùng 1 tới giờ luôn á. Chết luôn rồi chị Tiền ơi. Trời ơi, tưởng là em xui rồi. Bà đi với tôi nữa nè. Đó. Trời, chắc tôi quất bà liễu này quá hà. Bà hỏi tôi giữa ông Phong với bà Tiền có gì không? Chết mẹ luôn, trời ơi là trời. Nó hành hai thằng luôn hả? Ừ. Đó. Bà hỏi thiệt nè, mấy từ bữa đó tới nay á, là em có điện cho vợ anh không, hay là vợ anh có điện cho em không? Không. Mà sao mà hả, bà quậy anh từ cái bữa mà trưa chiều mùng 1 á. Đi hả? Sáng mùng 1 bà cười. Có vui lắm mà, đăng lên mạng thấy vui mà. Vui cái liên gì? Liên quan mà, ăn liên quan thấy vui lắm. Thì cái bữa ăn liên quan là cái bữa trước Tết. Còn có bữa mùng 1 kìa. Mùng 1 có đăng lên nè, em coi hết trơn rồi. Thì đó chắc chiều á, là bỏ quậy rồi đó. Là hổm đại nó thật sự không có nhà luôn nè. Còn đi bụi luôn á, không mới đi Sài Gòn về đó. Không quê đừng dốc tôi. Dốc cái gì? Thôi, thông tin. Dốc gì không đi Sài Gòn đâu. Là ngày hôm qua là đi nè, hôm qua mình nên em đi qua đây chị nhà đóng cửa đó. Không đi Sài Gòn không mới về đó. Chứ không lẽ giờ ở nhà đi vòng nhà sao được. Phải tôi giàu, phải tôi còn con gái. Ừ. Phải được, có phải cái này tôi nghèo, tôi xấu nữa có bằng ai đâu. Xấu nghèo gì mà bà nói cái câu còn hẹn kiếp sau nữa. Bà nói ủa bà ông với bà có cái gì không mà giờ hả tôi vô đây bà còn hẹn tôi kiếp sau nữa. Hẹn với ông kiếp sau nữa là hai người có gì vậy nè, mặn mà cho lắm nè. Thật tình chứ, thật sự luôn là từ bữa mùng 1 á, chiều mùng 1 tới giờ là nó rối chừng hết vui cái lớp hôm nay luôn. Em nghĩ vậy không biết sao, nghĩ sao nói vậy em cũng không biết nữa. Em nói em cũng không nhớ nữa. Thì đó, còn hẹn kiếp sau đó. Mà nghĩ sao mà nói câu đó được trời. Mà đốt nhà ông rồi bà Tiền ơi. Trời ơi. Trời mà còn hẹn kiếp sau nữa. Tưởng là cái chuyện nó đã xong xuôi rồi. Bả vô đây rồi thấy hai bên cũng vui vẻ rồi. Trời ơi, tự nhiên hẹn kiếp sau. Là từ bữa đó tới nay là xong phim luôn rồi đó. Tới giờ này bả chưa cho vô nhà nữa nè. Thôi ông quay. Để con ngủ ông tình. Mày lên Long Xuyên chơi tôi vài ngày nè. Tình ổng lên đăng lên mạng đây. Mà mày nghĩ đây. Sao mày rủ tao lên cảnh là tao ngủ với ai? Thôi mày mà tiền chết chơi luôn. Mày cũng là có mày cũng có vợ có con rồi. Đây đều giờ là quên nữa, sẵn hỏi luôn. Ở đây có chỗ ngủ không? Dạ. Ở đây nè. Gì vậy?
hổm rậy hả, đi lông bông hết tiền rồi, giờ phải mượn cái chỗ ngủ đây nè. Cũng như là cần cái chỗ ngủ thôi chứ không có gì chứng nha. Không biết chơi hoài. Chơi gì đâu, thể chơi cứ nghĩ hoài nè, hai em đang nghiêm túc đó. Nó chơi mà không biết cái gì. Nghiêm túc đó. Không quên nó chơi. Bây giờ em có số em điện cho bà Trân đi. Hỏi con hỏi coi khó chịu không biết liền hả. Trời ơi là trời, tới hôm nay mà mới hả, mệt mỏi cái vụ này luôn á. Báo quá tiền ơi. Thiệt tình luôn. Tới hôm nay nó thật sự nói tại vô em rồi muốn giấu nhưng mà cuối cùng giấu không được luôn, cũng phải nói cho em biết á. Tới bữa nay tức chứ lắm, bây giờ nó em anh không ngờ em là con người vậy luôn á, là em biết tới mức độ là nó bực bội luôn á. Bà này bà tưởng giỡn gì bà cười quậy trời. Trời ơi trời. Giỡn chơi đó. Giỡn gì ta nghiêm đâu. Thật sự nè là thiệt đâu. Tới bây giờ tôi thiệt luôn á. Không gì chăng. Tới bây giờ luôn là cái mình mẩy nó hôi rinh luôn á, là cứ như là mấy ngày nay ở ngoài đường không chứ có vô nhà đâu tắm. Lọc đi rồi, không bỏ tôi rồi. Vụ gì nữa? Không đi rồi. Trời, vậy là thuận lợi quá trời rồi. Không sao, ông về chở anh rồi đó, ông về chở anh đi, gặp ông cái gì? Nào? Về cho bà mẹ cho nó. Hôm qua tôi mới ghé mà. Gì hả? Sao ông ở đâu ta? Bà Đặng bà nói là ông đi là, ông về ông lấy 200 ngàn là ông đi hết 2 ngày nay rồi đó. Ở đây không có về đây nha. Là tất nhiên là ngày hôm qua, chứ là ngày hôm qua em ghé phòng, ngày hôm trước nữa. Rồi, đi đâu rồi? Trời, ê. Nếu mà ổng đi về mình ngủ đây được không ta? Trời, hai em mình ông ngủ đâu tôi không biết, tôi làm giọng á. Ừ. Ổng đi luôn rồi. Ê, về chứa hàng này không? Không chơi không? Trời, thấy cũng mệt mỏi lắm nha. Quá trời. Thịt con dịch còn kìa, chiều vô làm ăn vậy. Trời ơi. Không mấy mày vô dưỡng trong đi, tao nằm giọng rồi. Làm gì đó cho bà. Thiệt luôn á, mấy ngày Tết này tôi kể cái xe em nó muốn banh luôn kìa, chạy cờ 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 ngoài đường không có ở trong nhà đâu. Bây giờ đang đi tìm một chỗ để mà tá túc nè, hết tiền ở khách sạn rồi, giờ phải đi tìm nhà người quen nè. Không mà bộ về với này Hòa Long ở được rồi ta. Ừ, Lê Dung. Lê Dung à, ở đây thấy cũng dễ sống, chắc mới về dưới đây ở luôn quá, gần Bà Tiền dễ quay. Không phải thì giờ chủ yếu là cái này nọ, thực sự là họ có cho ở không, ở thì bắt đầu mới lấy đồ á. Bây giờ là đang để cái anh chịu ở không à, cái ba lô đang để ngoài quán cà phê kìa, để ở ngoài kìa, nguyên cái ba lô bự luôn á. Em đi đây thôi, không có dốc. Nhìn hai này có giống cái dốc không, lòng có trang cho bây giờ cứ giống cái dốc không nội, tự bình hoài có tưởng không có dốc. Dốc không tin. Thôi gì thôi, nói thật sự tưởng là em có chứa, nhà không chứa rồi thôi, đi tìm chỗ khác. Ê, còn đâu chứa đâu mày? À? Còn chỗ nào chứa nữa không? Ngoài đây ra không còn chỗ nào cho hai em mình đi đâu. Thằng này thì cũng hả, mệt mỏi với gia đình, rồi giờ anh cũng vậy nè. Ông gà không thấy không Lộc hả? Anh không. Trời ơi, cái gia đình anh còn chưa xong ông Lộc gì ở đây nữa. Đi rồi, đi mất tiêu luôn rồi. Bây giờ nghe nói chơi. Trời ơi, nó chơi đừng chi. Ê, đi mất tiêu rồi. Nếu cũ này là ông Lộc cũng đi là thuận lợi cho anh với em, hai anh em mình lắm. Đi mất tiêu luôn thì, rồi. 246 thì em vô giường anh nằm võng. 357 thì hai phải. Mà nếu hai hàng nằm võng với nằm giường thì em nằm đâu? Em hả? Rồi. Sao? Ví dụ mà có chứa không? Anh nói chơi em á. Trời ơi, có trời. Đâu? Anh không từ đó giờ có nào anh nói chơi đâu. Quần áo này, quần áo sắp xếp từ ổng mới rồi. Ổng đi mấy ngày nay, còn em mới đi qua đây à. Tên quách luôn nè. Tên gì? Nhìn ổng quần áo kìa. Cái quần này cũng 4 bữa rồi nè. Chị nghiêm túc á, không có giỡn đâu. Thiệt, chị Trân có điện cho em thiệt. Đáng lẽ là mùng 5 á là chạy vô em rồi đó, nhưng mà em đóng cửa rồi thôi, ở nhà trọ nữa chứ không ai ở khách sạn nữa. Qua mày đi đâu à? Hả? Qua mày đi đâu? Nhưng qua hả? Ừ. Nhưng mà đi đâu ta? Có nhà không đi đâu? Đâu ở nhà, đâu ở nhà. Hôm qua tôi vô giờ này luôn nè. Ba cửa. Hả? Ừ. Thiệt chứ bộ. Rồi tôi mới chạy đi ra ngoài. Hai anh em nữa hả? Bắt đầu thấy. Uống nè. Uống đi con, cảm ơn con. Cảm ơn con. Từ Tết tới giờ mới uống được cái. Cảm ơn con. Cái nét này nè. Được rồi. Uống rồi được rồi. Được rồi. Nè. Ờ, chưa cái gì. Bây giờ hỏi trả lời đi, không được thì thôi đi. Đó là chú quyết định là cho ở hay không? Ở thì ở chắc cũng bữa hai bữa thôi. Chứ nở đi, anh nở đi. Chứ
chứ mà cho hai thằng hay cho một thằng cho ở đây ở còn mừng nữa à, làm gì mừng mà nói vui vui cơm mình có sẵn hết trơn nghe nấu cơm kìa xong rồi kìa vậy là cơm nước có sẵn ha dạ. Mà ăn là không có bắt phải làm chuyện gì nha dạ ừ. Làm chuyện gì là làm chuyện gì ông nội ngủ là ngủ nha chứ không nhúng chết nha như là quyết định không quyết định dạ. Thì lấy cái ba lô để đem vô rồi lấy đồ đem vô đi dạ ở đây có chỗ tắm không đó có ra sông tắm ở đây sông đâu mày đến bên cầu đó đi mất tiêu không gài trời không đi đâu ta ừ mẹ thấy ông Lộc mới về đi có hai thằng tức bự hai thằng tức bự con vô ở luôn là cái này là ấm hàng hả không gài không có về chở không ở đã nói rồi à, em nói em ghé chảnh mới em qua đi em đâu có nói gạt đâu đi hả thấy ông chảnh không chạy đi ra ngoài thấy ông có chảnh không á cái chuyện vợ gặp đó bà tì bà ngoại mới nói là xin 200.000 là đi hai bữa rồi trời ơi mà cái chuyện vợ con mẹ lo còn chưa xong rồi nè nhà cửa chưa đây. Xong mà cứ hỏi ổng hoài vậy đó cái chuyện ổng kệ ổng đi ổng đi đâu ổng đi đi điều kiện cho hai mẹ vô ở quên ổng đi ừ rồi giờ ê mà nó nói chứ ở đây cũng lo mày lo gì giờ mấy ông Lộc cũng về ổng chém sao mày gì đâu về ổng có về nó rồi đi luôn rồi đó đi luôn rồi giỡn hoài hai từ sáu á là thằng ở trong nhà thằng ở ngoài đời kia đứng ngoài, ngoài lộ đứng cạnh ờ đứng cạnh rồi 357 á thì hãng ra ngoài tao thay phiên lại nó nói hậu chuyện đâu lon ton về có gì hả là tao kêu chạy chứ là chạy nha tôi cũng đứng đây tôi cần ông luôn nó nói chứ thiệt á vậy là chứa không chứa đó đi mà cũng như là có cần phải đi chợ búa vậy không dạ có cần đi chợ búa mua đồ ăn gì nữa không ừ cần mua. Gì không á mua cá gì ăn hiện giờ ở đây kìa. Có đồ ăn gì chưa có cá mà cá gì không xương không cá gì ta cái gì đó cá rô phi thôi cá rô phi ăn không có đủ sức bà nội ơi ăn cái gì mà có sức coi cái gì vậy ở đây cá không ở đây nó có bán thịt bò hơn không hả đổi thiếu thốn gì khỏe qua bẻ cây để tự về chiên ăn cũng được nè thôi ăn thịt bò mới chịu nổi mày ơi đây giờ này có bán thịt bò không dạ không sáng không có bán nữa em. Ủa bé gì chưa về đó hả chưa nó có gì ở đâu tiêu luôn rồi điện nó nói mời hoài còn tết mẹ thứ hai đi học quay về vậy để anh nói thẳng với Trân luôn rồi để anh chắc anh vô đây anh ở một bữa hai bữa rồi anh về chứ không rồi nói chung có không nói chuyện với bả nữa bả quậy từ bữa một tới nay luôn đi ngoài đường đúng không à vậy để chờ đem ba lô thôi vậy thôi tôi để cho ông ở tôi về ông nội ơi ủa mày vô duyên mày mày nói mày cũng đi là bụi với tao mấy ngày nay rồi giờ cái tao ở đây thì... bây giờ nhà mày lớn gì đó rồi bây giờ rồi tôi ở đâu trời ơi ăn ngủ nhiều chứ ở có bao nhiêu thấy không con tiền bây giờ đến đây là chi tiền cho phải không ừ mà cho một hay cho hai ngủ hai rồi ngủ ừ. Trước nè không mấy giờ hai hàng nằm giữa quên hai hàng nằm hai bên tiền nằm giữa được mày thôi sao vậy thôi hả thôi mà chăng quá chém rồi chết rồi nghe quán chết mày đắng rồi thôi vậy là lấy ba lô nha đi ra lấy đồ đi chứ điện cho thôi đi lấy đồ để tắm lấy ba lô rồi tắm cái nữa mày cho nó khỏe người đi ở chiều tắm luôn chơi tắm cho nó thơm để có gì nói chuyện cho nó dễ mày mà nãy giờ hai tôi đứng đây mà thấy có mùi thúi không không thiệt gì không thơm quá cả tại có quạt nó quơ nè sao nghe mùi thơm quá cả quá thôi vậy cũng mừng có người chứa rồi ha